dự án lưu trữ dữ liệu hàng nghìn năm, Silica là sản phẩm hợp tác giữa Microsoft và hãng phim Warner Bros nhằm giảm chi phí lưu trữ dữ liệu nhờ khả năng lưu trữ hàng nghìn năm, hiện dự án mới chỉ ở giai đoạn đầu, công nghệ chưa hoàn thiện, Silica cần tới một tuần mới lưu được 76 GB bộ phim Superman và cần 3 ngày để đọc hết toàn bộ dữ liệu đó. Tuy nhiên, tốc độ đọc ghi này sẽ được cải thiện nhanh chóng. Việc lưu trữ dữ liệu lâu dài là vô cùng tốn kém kể cả công nghệ lưu trữ đã có nhiều tiến bộ. Chẳng hạn để lưu trữ âm thanh analog và băng từ video, trước tiên cần số hóa chúng. Trong khi đó, đĩa CD và DVD trước tiên cần phải đọc, sau đó kiểm tra tính toàn vẹn, rồi ghi ra phương tiện lưu trữ mới rồi mới hủy đĩa cũ. Giả dụ bạn có bộ sưu tập 10.000 đĩa CD cần lưu trữ với một nhóm làm việc khoảng 3 người, với ổ đĩa ghi CD RVK và trồng đĩa trắng, ước tính thời gian hoàn thành lên tới hàng năm trời. Đó là chưa kể tuổi thọ của đĩa ghi CD không dài, chúng thường xuống cấp sau 5 năm thế nên cần kiểm tra thường xuyên và có biện pháp thay thế. Thông thường, tuổi thọ địa quang có thể kéo dài nếu lưu trữ chúng ở 5 độ C và độ ẩm 30%. Tuy nhiên, việc này sẽ tăng đáng kể chi phí lưu trữ và bảo dưỡng. Theo ước tính, silica có thể kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu tới hàng nghìn năm ở bất cứ nhiệt độ, độ ẩm và môi trường hóa học nào. Về cơ bản, dữ liệu được lưu trữ trong các lớp kính có tính chất hóa học và vật lý vô cùng bền bỉ.